bò hoặc là ăn phở. I'm sorry, but it's evident. In your phone 24/7. The reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love of fears. I'm in the mud, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in my heart. But I can't see a future without the trust. So reminiscing visions I had. Now Parker's gonna listen and finish what I started. Paint a picture. Là dốt người nhiều nhé. Rồi dốt 10%. Là xe quá mình. Là cắn rứt vào 50cc. Nè em, không thể chạy nhanh, chạy bình thường. Không thể chạy bình thường. Có thể là bắt chẳng đi bộ thì không nhỉ. Ok, đi tiếp nha. Chơi đồ chơi này nhá, cần một người bạn gái, người yêu nè. Không, bây giờ là du lịch, từ du lịch tại sao suy nghĩ về cô gái à? Không. Tới Đà Lạt rồi nha. Vui quá. Là mất tiếng là bao nhiêu à? 6.5 nha. Là đường dốc thì không đi nha. Chậm chậm đêm. Hơi đáng sợ nha. Nhưng mà tới rồi thì vui. Và ở Đà Lạt nhá, là thoải mái nhá, là mát nha. Đây là bây giờ là gà Đà Lạt nhá. Là nhưng mà phải mua vé nhá, là vào gà Đà Lạt nhá, khu vực này nha. Sự thật là ở Đà Lạt nhá, có người khác sẵn nhá, là rất mát nha. Rất ngạc nhiên nè. Là hôm qua nè, muốn là đặt phòng khách sạn nè, nhưng mà ít có nè. Mặc dù có phòng nè, nhưng giá rất mắc nè. Khách sạn ở Đà Lạt là không phải là bình thường nè. Nếu muốn chọn lại một phòng khó tìm được nha, là đối với tôi là như vậy nha. Không biết mọi người nghĩ như thế nào nha. Đói buồn quá và mệt quá ra. Mà bây giờ vừa tới nên rất vui. Yeah. Tôi vừa biết vào được gà này nha. Nó sẽ không đà là. Now what's up Kim? Nghéo lên sau này thì đi Đà Lạt thì chạy mát là xin đó là quên quá mình nè, đó là xe đó, tên là Aso Boy. いいね。 木の製品が多いですね。
ý nghiêng. Đi nước với anh ấy. Đi nước với anh ấy. Làm lại hết số. Nếu không phải bằng xe máy thì sẽ mua được nha. Nè, lần này là khó mang về nha. Khó mang về được nha. Rồi. Rồi. Là một vé là bao nhiêu tiền? 100.000 đến 90.000. Và tiếp theo mình sẽ đi ăn tối nha. Đi ăn món ăn Đà Lạt nha. Là nghe nói là đặc sản lão gà lá é nha. Và nướng gà nha. Thịt gà nướng nha. Đúng không? Nên sẽ đi ăn nha. Ok. Bye bye. Yeah, xin chào mọi người, mình ở quảng trường Long Biên nè. Là khu vực này rất rất nổi tiếng nha. Oh, bất ngờ xuất hiện. Để chụp hình chung nè. Wow. Là hai con chó này là mạo nha. Mà gì để xin chí ra đến người ta ổn. Mẹ chẳng có người ta ổn. À, đi lòng vòng, lòng vòng. Không thể đi thẳng được nha. Anh ơi. Này cả. Có xếp đi ạ. Mọi người nhé, đi chơi nhé, để vui nhé. Khuôn mặt của mọi người là cười nhé. Vui nhiều lắm. Một ly là bao nhiêu tiền? 15.000 với sugar không ngon hả? Là cái này sữa là ok. Sữa đặc ngon hơn. Yo. Ngon nè. Là tô nhiêu nè. Nhưng sử dụng ống hút thì nóng nè. うまいな。うますぎる。うわあ、おいしい。こうあいのはラーメンは水温ドームね。で、ホームゴーム。今、これね、ラー水温スー。ね、ゴーム。ピューロイ。ラーチャチャムゴーム。ね。チャチャムトッ。Cho sức khỏe, tốt cho tiêu hóa nè. Ngon không? Ngon nè. Em là người Nhật. Người Nhật hả? Nhật Hàn. Em ở Việt Nam. Là 6 năm nè. 6 năm tiếng Việt ok rồi. 6 năm là phải có vợ Việt Nam rồi. Tại sao? Không biết nè. Tại vì người nước ngoài mà ở Việt Nam lâu là sẽ có vợ Việt Nam. Dạ, nhưng mà chưa có nè. Chắc em khó quá. Khó. Vợ Việt Nam ok mà. Ủa, thiệt hả? Ừ. Nhưng mà không gặp nhá. Không gặp đúng người, không có gặp đúng người để mà nói chuyện hạt á. Dạ. Hồi xưa chị cũng làm nhà hàng nước ngoài, người Pháp. Người Pháp hả? Ồ, món Pháp hả? Người Pháp hả? Người Pháp hả? Ở Sài Gòn, làm nhà hàng nước ngoài. Lâu rồi, hồi trẻ.
bao nhiêu, bao nhiêu? Hồi 30 tuổi. Ồ. Và bây giờ là 51. Bây giờ là 51 rồi. Và cái này nè, là nắng. Dạ. Cái này có lửa. Có lửa. Cháy cho họ. Có than. Là nóng nóng. Cái này là gì? Lá dứa. Lá dứa. Thơm lắm. À, lá dứa. Thơm lắm. À. Lá dứa không phải lá dừa. Món ăn Đà Lạt nha. Món ăn Đà Lạt nha. Món ăn Đà Lạt. Ờ, là cái gì ạ? À? Nghe nói là thịt gà. Đặc sản là cái gì? Gà lá é. Gà lá é. Gà lá é. Ừ. Là nổi tiếng. Nổi tiếng. Lẩu gà lá é. Nhưng mà lão là một mình thôi ạ. Mình là không hết. Mình là ăn bún bò hoặc là ăn phở. Ok. À. Còn mà ăn lẩu gà lá é là phải ba. Ba bốn người ạ. À? Uống hết rồi. Ngồi đi em, ngồi đi. Ừ. Uống hết ngay ạ. À? Ok. Chắc hôm nay là 40 không? Bao nhiêu tuổi? Ồ, 38 tuổi. Ok, xem không? 38, 40 xem xem. Yên hả? À, buồn quá. Buồn, không sao, không sao. Nhiều người nói là có vẻ là 30, 33, 34 à. Nhưng mà chị nói là ok, xem 38, 40. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn nha. Bye bye. Yeah. Cuối cùng là tối. Có vẻ là 40 tuổi hả? À, không. 30. Dạ. Mất tên nữa nè. Dạ. Ngon nè. Là cái này không phải, không phải bánh xanh nữa, giống như Sài Gòn nè. Là cứng nè. Ngon. Quá ngon nè. Có sức sinh lắm. Tôm kho, tôm kho à. Ngon. À, bên bên cạnh đó em có người ung túc lá nè. Nào, di chuyển nè. Chỉ đổ chỉ đi sốt, chỉ đi nè. Nhưng mà không cay à. Ngon quá. Mình hiểu rồi nè. Tại sao món ăn này là nổi tiếng và đặc sản của Đà Lạt nè. Nó ngon nè và rẻ nè. Cái này là vừa ăn vừa đi vào được nha. Bên Nhật cũng có phong cách ăn này. Tabe aruki. Sự thật là mình nè. Đói bừng quá nè. Ăn rất nhanh nè. Và có hương vị tôm nè. Và hải sản nè. Nè, rất ngon nè. Có ớt nè. Nè, hơi cay à. Nhưng mà có ớt nè. Rất là ngon. Vấn đề là mình không thích cay à. Nhưng mà cái này là ok. Tại vì là ớt, sức ớt là ít thôi à. Tiếp theo làm gì? Yeah.